Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình của kênh Công nghệ TD. Hôm nay thì lần đầu tiên mình sẽ học cách đó là review những chiếc đồng hồ. Thì các bạn đã biết là nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhận ra đây là dòng sản phẩm gì. Đây là chiếc Apple Watch và phiên bản Series 4 mình có mang tại Nhật về. Thực tế mà nói thì mình làm táo mình làm rất lâu rồi, nhưng mà đồng hồ Apple Watch thì chưa đeo bao giờ. Thì hôm nay cũng thứ nhất là mình sẽ mang về và sẽ... Đây là em Đăng, cũng là một người sử dụng đồng hồ này cũng rất lâu rồi. Chính vì thế hôm nay phải nhờ em phụ trợ, bởi vì mình không biết thì mình sẽ hỏi em. Và chúng ta sẽ mở hộp xem chiếc đồng hồ này nó có những cái gì và những cái tính năng của nó ra sao. Dòng series 3. Em dùng từ dòng series 2. 2 á? Vâng, từ thời điểm series 2 mới ra mắt thì bắt đầu em dùng. Thế những cái tính năng mà để nổi bật trên các dòng Apple Watch là bình thường những người thông thường đeo thì là gì? Thông thường thì với những người mà anh em thanh niên trẻ thì dùng cái dòng Apple Watch này nó có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là về cái nghe gọi điện thoại qua cái đồng hồ và nhắn tin qua đồng hồ, nó là cái lợi ích đầu tiên. Thế có điện thoại đến thì mình giơ ra nghe này. Có điện thoại đến thì nó thông báo lên trên iPhone của mình vậy. Và sẽ hiện một cái thông báo đây là có cuộc gọi điện thoại. Thế nhưng mà ví dụ điện thoại đút trong túi quần thì sao? Khi mà mình đeo đồng hồ thì điện thoại đút trong túi quần thì cả hai thiết bị nó sẽ đều kêu và thông báo. Thế ví dụ mà bấm trên đồng hồ nó nghe được không? Khi mình thao tác trên đồng hồ thì trên điện thoại nó sẽ ngắt đi. Đấy, ví dụ khi có cuộc điện thoại đến mình chỉ cần bấm nghe trên đồng hồ thôi là sẽ phát ra cái loa ngoài của cái điện thoại luôn, của cái đồng hồ luôn. Thế ví dụ mà chúng ta đeo cái tai iPod sao? Cái iPod này nó rất là hay này. Khi mà mình kết hợp với một cái tai AirPod như cái tai em đang dùng là tai AirPod đời mới nhất bây giờ là AirPod 2 là đời mới nhất. Ví dụ còn kết nối cái đồng hồ này không? Tất cả ba thiết bị cùng kết nối cùng một lúc. Thế nên mình chỉ cần để ra thì nó nghe được hết rồi gì? Vâng đúng rồi. Thì nó sẽ không sử dụng điện thoại nữa. Và theo như mà em biết thì đến tháng 10 tới này ấy, thì nó sẽ ra cái eSIM của Apple Watch. Ở Việt Nam mình chưa có à? Ở Việt Nam mình mới phát triển eSIM của iPhone, chứ còn trên Apple Watch thì chưa có. Thì đến tháng 10 này khả năng nó sẽ ra của Viettel đầu tiên. À, thì eSIM hình như là không cần để điện thoại, chúng ta để điện thoại ở nhà chỉ cần đeo đồng hồ. Lúc đó chúng ta họ sẽ bắn cho mình một cái số điện thoại của đồng hồ và kết nối với Apple Watch và đồng hồ. Mình không thậm chí không cần dùng điện thoại luôn. Mình thay thế đồng hồ bằng điện thoại và nghe qua Apple Watch rất là tiện. Cái tính năng thứ hai của Apple Watch ấy mà nhiều người biết ấy là ví dụ các anh em mà hay đi ô tô. Đôi lúc có tin nhắn ấy rất bất tiện để mà mình trả lời tin nhắn lại phải cầm điện thoại để nhắn tin đúng không anh? Đấy. Thì khi mà dùng Apple Watch thì khi có tin nhắn đến mình chỉ cần bấm kích vào đây và mình nói để cái đồng hồ nó xử lý và viết tin nhắn và gửi cho mình. Đấy là tính năng Siri mà. Đúng rồi, nó giống như trên iPhone đấy, nhưng trên đồng hồ sẽ thao tác sẽ nhanh hơn. Vâng. Cái tính năng thứ ba với những anh em mà tập gym thì cái tính năng này rất là quan trọng luôn. Hay tập gym hoặc là chăm sóc sức khỏe hàng ngày chẳng hạn, tập thể dục. Đấy. Thì nó rất là quan trọng. Trong cái Apple Watch này nó có một cái app gọi là app chăm sóc sức khỏe. Nó có một cái app chăm sóc sức khỏe mà nó đồng bộ cả trên điện thoại lẫn đồng hồ luôn. Nó tính năng hoạt động. Trong tính năng hoạt động này nó sẽ đầu tiên là khi mà chúng ta kết nối đồng hồ với điện thoại thì nó sẽ cho chúng ta là yêu cầu chúng ta là cập nhật một cái chỉ số của cơ thể chúng ta vào trong phần mục lục của đồng hồ này. Thế sau đó là nó từ cái chỉ số đấy nó sẽ đưa ra được những cái số liệu thống kê là một ngày chúng ta hàng tập tiêu thụ bao nhiêu calo, rồi là chúng ta ngồi lâu quá thì cái đồng hồ sẽ nhắc luôn chúng ta là phải đứng dậy để đi bộ bao nhiêu bước để đảm bảo sức khỏe của mình không nên ngồi quá lâu. Hoặc là bây giờ là mở luôn giới thiệu cho mọi người. Vâng. Bây giờ ở đây thì mình sẽ mang về đó là hai bản, một bản là màu trắng và một bản ở đây là màu gold. Bây giờ mình sẽ mở cho cả hai bản các bạn cùng xem luôn. Vâng thưa các bạn, thì đây là bản sách tiếng Nhật, chính vì thế nó sẽ có phụ đề bằng tiếng Nhật ở bên trên và đây là series 4 này. Ở đây chúng ta sẽ thấy đây là phiên bản màu gold và phiên bản đây là 44, size 44, mình gọi như vậy đi. Còn nếu mà mình có review mà dở thì anh em cũng đừng chê nhé, bởi vì thực sự là cũng chưa làm đồng hồ bao giờ, bản thân cũng chưa đeo, nhưng mà sau hôm nay thì sẽ dùng một con luôn. Đồng hồ cẩn thận ghê. Các bạn chú ý đến phiên bản này mình xách về thì nó không phải mới 100%, mình mua như vậy cho nó rẻ. Đây là cái dây đúng không em? Vâng, đây là dây Milan. Cái bản này thì nó có bao nhiêu loại dây?
Với Apple Watch thì nó đi các loại dây chính là dây Sportlop hoặc là dây Milan, là thuộc cho bản thép. Bản thép có hai bản, một bản Sportlop là dây bản đồng hồ thép nhưng mà dây nó là dây cao su. Vâng. Và anh thấy có cả bản Hermès à? Bản Hermès là bản cao cấp nhất của Apple Watch anh ạ. Bản Hermès và bản gốm. À, các bạn sẽ nhìn thấy là cái dây này, mình sẽ mở cái hộp dây ra trước xem nào. À, đây là thông tin của nó. Hình như thấy có phải con mạ vàng à? Nó chính là bản gold này đây. Bản mạ vàng là bản edition, bản kỷ niệm nhưng mà thường như là không bán hàng thương mại ạ. Nó bản đất thế nào? Trước bản Serie 3 nó có ra một bản nhưng mà em không thấy nó bán hàng thị trường. Các bạn ơi, thấy là cái dây của nó làm rất là tinh xảo này. Không biết là cái dây này ở ngoài mua đắt không? Dây này ở ngoài giá ngoài thị trường các bạn đang bán vào khoảng 4 triệu. Nhưng mà có, nó có làm giả không? Giả hàng fake một của bản này thì dùng thật sự rất là chán. Thế mà đeo, vào một thời gian là nó còn bị ăn cả mòn da tay, thế chúng nó gây đứt cả dây luôn anh, nếu là bản giả. Kinh khủng. Và đây chúng ta sẽ, đây là cái đốc sạc à? Vâng, nó là sạc không dây dành cho Apple Watch. Các bạn ơi, đây là sạc không dây nhá, xin lỗi các bạn là cũng chưa từng review bao giờ, nhìn nó cũng hơi lạ. À đây. Đây là phần chính. Đây thưa các bạn, tí trông như cái đồ chơi. Một cái máy như này thì thời lượng pin thường nó sẽ dùng được bao lâu em? 18 tiếng ấy ạ. 18 tiếng là hơn một ngày, có thế thì 18 tiếng là thời gian mình sử dụng liên tục và sử dụng nhiều. Còn nếu như mà mình chỉ sử dụng nghe gọi hoặc những cái cơ bản thì anh có thể dùng được khoảng 2 ngày rưỡi. Các bạn ơi, ở bên này thì chiếc này đang sạc rồi. Mình sẽ mở thử cái con màu trắng ra xem nó khác gì không. Có lẽ là nó cũng thế. Ở Việt Nam con này đang bán nó khoảng bao nhiêu nữa mà máy mới em? Nó còn tùy từng các đơn vị bán ấy ạ. Thế thông thường là giá nó khoảng hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu à? Cái này mình đang xách cũ về thì mình nói thật với các bạn là xách về là khoảng hơn 17 triệu, đã bao gồm tiền vận chuyển rồi các bạn. À đây màu trắng nó phân biệt luôn này. Mình sẽ mở ra tốt này. Đúng rồi, Apple. Nó làm cái gì cũng quá tinh xảo. Ôi thưa các bạn này, quá đẹp luôn. Nếu mà các em nhìn vào đây thì các em sẽ thích cái dây trắng hay dây vàng nữa. Thực ra nó có tùy sở thích anh ạ. Sở thích của từng người. Anh thích cái màu này hơn. Bên trong nó sẽ cũng giống như thế đó các bạn ạ. Đó. Thế khi mình dùng thì có lưu ý cái gì không? Dùng thì các sản phẩm này lưu ý duy nhất một phần thôi, đó là tránh để cái màn hình nó bị rơi hoặc va đập với vật thể cứng. Các bạn ơi, các bạn nhớ là dùng tránh va đập, nó có quên anh chưa hỏi có dùng được dưới nước không? Nó dùng được dưới nước anh ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng dưới nước ấy, thì trong cái đồng hồ này nó có một cái chế độ gọi là chế độ chống nước. Tức là khi mà mình trước khi mình cho xuống sử dụng nước ấy, thì mình phải bật cái chế độ lên. Như là cái chiếc này chẳng hạn. Khi mà chúng ta trước khi chúng ta đi tắm chẳng hạn mà vẫn đeo muốn đeo đồng hồ đi tắm hoặc đi bơi thì chúng ta sẽ bật cái chế độ giọt nước này lên. Thì lúc đó thì tất cả những cái lỗ cổng các thứ là nó sẽ đảm bảo hơn khi chúng ta xuống nước. Và khi chúng ta lên bờ chúng ta không muốn tắt cái chế độ này đi ấy, thì chúng ta sẽ xoay cái nút này. Xoay đi khi nào giọt nước nó vỡ ra. Thì tất nó trong đồng hồ này các cổng này sẽ có một chế độ rung để thổi nước, thổi những cái nước mà đã ở trong cái cổng ra ngoài để tránh nó bị vào trong bên, trong cái đồng hồ, rất là thông minh. Vãi chửa. Đây thưa các bạn, bây giờ thì mình sẽ thử kết nối nhá. Bây giờ tạm cất một con vào đi. Các bạn ơi, đây là chiếc iPhone X. Em ơi, ví dụ một chiếc điện thoại iPhone thì nó có thể kết nối với những đời iPhone nào? Đối với dòng series 4 này trở lên thì bắt buộc là mình phải tất cả những cái dòng Apple đời mới này bắt buộc phải đồng bộ với dòng iPhone 6 trở lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kết nối này. Bây giờ là khi bật lên thì nó sẽ hiện giao diện như này đúng không? Đúng rồi em. Tiếp tục thôi, em đồng bộ rồi này. Nếu mong muốn kết nối thì chúng ta khi mà bật lên thiết bị nó sẽ thông báo như này. Chúng ta sẽ tìm thấy nhau, mình sẽ ấn tiếp tục này. Đây là quá trình đồng bộ hóa đúng không? Đúng rồi. Khi mà nó hiện như này, nó sẽ hiện ra một cái mã như này thì chúng ta có thể dùng điện thoại, nó sẽ hiện camera và chúng ta chỉ cần dí vào cái phần màn hình của Apple Watch. Đây là cái mã gì đấy? Mà nó sẽ, nó là một cái mã giống cái mã QR ấy. Kinh nhỉ? Là các bạn đã thấy là nó nhận diện rồi này, hai cái nó nhận diện nhau luôn. Chúng ta sẽ ấn và thiết lập. Chúng ta đeo thường thì đeo đồng hồ tay trái thì chúng ta sẽ để tay trái này. Có ai đeo đồng hồ tay phải không nhỉ? Anh nghĩ là có đấy. Đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ đồng bộ với nhau. Quả thời lượng pin đỉnh nha, 18 tiếng đàm thoại liên tục.
Bình thường là thói quen của chúng ta khi chúng ta sử dụng là cứ cuối ngày về thì chắc là đi ngủ thì tháo đồng hồ ra và lạc pin đúng không? Nó sẽ rơi vào khoảng tầm, nếu mà từ 0% hoặc từ 5 đến 10% lên đến 100% thì hết khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi nhá các bạn nhá, 1 tiếng rưỡi chắc là cứ đêm chúng ta cứ kệ sạc mà nó tự ngắt đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Cái thời gian để kết nối với hai thiết bị này đồng bộ nó mất khoảng bao thời gian? Để hai thiết bị đồng bộ với nhau mất khoảng 10 đến 15 phút tùy vào cái dữ liệu. Có nghĩa là sẽ đồng bộ là ảnh này, danh bạ này. Nó kiểu dạng như đồng bộ iCloud à? Đúng rồi ạ. Nó đồng bộ qua thực tế là qua tài khoản của Apple đó. Thế quên đó, bình thường là cái dung lượng bộ nhớ của những chiếc đồng hồ này nó như nào? 16GB ạ. À, 16GB con này của anh là hàng 256GB. Bản CD3 nó chỉ có 8GB thôi. Cái bản mới nhất bây giờ là bao nhiêu GB, là lớn nhất? Là 16GB đấy. Là bản CD4 này. Các bạn, đây là bản mặt 44 đấy các bạn nhé. Ở đây nó sẽ hiện lên là chúng ta có thể đăng nhập bằng cái ID Apple này. Cái này nó có cái nó là cái bộ định vị theo dõi mình cái tiến độ lộ trình bài tập khi mình tập thể dục hoặc các di chuyển chuyển động, hoặc là định vị trên bản đồ hoặc chia sẻ vị trí. Đây chúng ta bật theo dõi lộ trình. Đối với bản CD4 này chúng ta có thể gọi CD, nó là một cái trợ lý ảo của Apple để sử dụng điều khiển cả tất cả các thiết bị đồng bộ với nhau. Gọi bằng giọng nói gì nhá? Vâng. Có gọi bằng tiếng Việt không? Hay Siri sử tiếng Anh. Bạn chú ý là hai Siri thì nó phải nói tiếng Anh chuẩn, đôi khi chúng ta nói ngọng nó cũng không nhận thế đâu các bạn ạ. Mình thì mình nói thật sự là không biết tiếng Anh. Đây sẽ bắt tặng một cái mật mã. Cái mật mã này là để chúng ta khi chúng ta tháo đồng hồ ra khỏi tay, đảm bảo dữ liệu không bị mất, không bị ăn trộm ăn cắp, thì là nó sẽ bắt buộc sẽ khóa tự động khóa cái đồng hồ lại. Và khi chúng ta đeo lên tay, chúng ta sẽ ấn mở đồng hồ ra, đây mình sẽ để mật khẩu là 000. Sau khi nhập mã xong thì nó sẽ hiện đây là thiết lập hoạt động. Cái phần thiết lập hoạt động này nó sẽ yêu cầu mình đưa ra các thiết lập về cái chỉ số cơ thể, cân nặng, chiều cao, hoặc ngày tháng năm sinh tuổi tác, lại lại thế. Thế tóm lại bỏ qua đi, mình thiết lập xong. Cái này chúng ta sẽ thiết lập sau các bạn ạ, bởi vì nó cũng khá nhiều chi tiết. Nó có về cái sức khỏe tim mạch này. Bởi vì ở dưới cái đồng hồ này, ở dưới đít của cái đồng hồ này, nó là một cái cảm biến đo nhịp tim. Cái này sẽ tự động cảm biến đo nhịp tim, và khi mình ngã chẳng hạn thì cái đồng hồ này nó tự động nó gửi cái tín hiệu là mình đã bị ngã ở đâu và chưa đứng lên được. Thì cái số điện thoại mà mình đã thiết lập sẵn với đồng hồ để báo, để mình có nghĩa là trong trường hợp khẩn nó sẽ tự động gửi tin nhắn đi đúng không? Vâng, gửi tin nhắn mà cái số điện thoại mình thiết lập. Cái này tính năng rất hay đấy. Cái ứng dụng ấy thì trên Apple Watch này hiện tại thì em đang thấy nó hỗ trợ các ứng dụng của Apple, và trừ một số những cái ứng dụng thường nó chưa được hỗ trợ, ví dụ như Zalo hoặc là một số những ứng dụng mạng xã hội khác. Còn ví dụ như là Facebook hoặc là iMessenger của Facebook là nó đã hỗ trợ app ở trên cái đồng hồ rồi, và tương lai chắc là nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Chắc là bản nâng cấp các hệ điều hành sau. Vâng. Đây là bắt đầu nó đồng bộ cái dữ liệu từ điện thoại sang, rất là xong rồi ạ. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ chờ nó đồng bộ là có thể sử dụng được các tính năng nó chia sẻ từ dữ liệu từ chiếc điện thoại di động và qua cái phiên bản Apple Watch mà các bạn nhé. Nói thực sự là mình cũng gà, thôi hôm nay cứ tập coi như là mình vừa tập cả một người coi như là bắt đầu trải nghiệm phiên bản Apple Watch đầu tiên. Các bạn ơi, nếu mà bản phân phối chính hãng của Apple Watch Series 4 thì ở Việt Nam nó chỉ có bản bình thường thôi, chứ không có bản, bản này là bản Lite các bạn nhé. Ở Việt Nam thì nó là bản GPS thì nó sẽ không có sử dụng được eSIM nữa các bạn. Cấu hình của máy thì các bạn sẽ thấy nó chạy bản OS 5.0 và màn hình của nó là màn hình OLED với độ phân giải của nó 324x394 pixel, và bộ nhớ bên trong nó là 16GB. Bluetooth sử dụng trong máy đó là 5.0, với dung lượng pin bên trong nó là 340mAh các bạn ạ, với dùng khoảng 18 tiếng. Nó sẽ hỗ trợ các cuộc gọi đây, có thông báo là Zalo này, Messenger này, Facebook này, Line các thứ vân vân. Máy nó sẽ kèm theo đó là cảm biến nhịp tim này, gia tốc và con quay hồi chuyển, cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh. Nghe có vẻ cũng hơi bị chi tiết đấy. Các bạn ơi, bộ vi xử lý sử dụng trong Apple Series 4 đó là xử lý S4 lõi kép 64 bit các bạn ạ. Theo Apple, con chip này có cảm biến nâng cấp so với phiên bản S3 của nó trước đó, với hiệu năng tăng lên 50%, có nghĩa là mạnh hơn 50% các bạn ạ. Vâng thưa anh em, sau cái video này thì có luôn em đồng hồ này để đi. Nói chung là cơ gái chắc là con này là ngon đấy anh em ạ.
Từ nãy giờ thì mình cũng chỉ là giới thiệu cho các bạn, cũng như nó thực sự là lần đầu tiên mình review đồng hồ. Nói chung là các sản phẩm về MacBook thì mình dùng khá nhiều và chưa có nhiều kinh nghiệm, thì hy vọng cái video này thì đây là một video trải nghiệm, thì mong anh em thông cảm anh em nhé. Ở các nước châu Âu thì họ phân biệt, thì các bạn sẽ thấy là đàn ông rất là quý phái, đó là họ hay đeo đồng hồ. Mà nếu mà đeo đồng hồ thì người ta không phân biệt vào quần áo. Các bạn có thể thấy là những người đàn ông châu Âu hay là cả Việt Nam mình đi, thậm chí là mình đã thấy rất là nhiều bạn đeo những cái đồng hồ trị giá chẳng hạn Rolex chẳng hạn, hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ cũng có những cái đồng hồ, vài ba trăm triệu cũng có. Nhưng mà đeo đồng hồ nó có một cái gì đấy, nó rất là lam tính, nó rất là lịch sự, lịch lãm. Còn với đồng hồ Apple Watch thì chốt lại đơn giản là để nhìn giờ, nghe cuộc gọi, soạn tin nhắn khi chúng ta lái ô tô, và những tính năng bảo vệ sức khỏe, đúng không em? Đúng rồi. Có tính năng gì mà chăm sóc đặc biệt không? À thì với cái Apple Watch này có một cái tính năng mà anh em cũng nên lưu ý, mà nhất là những cái anh em đã có vợ rồi, nó rất là nguy hiểm. Tức là khi mà cái đồng hồ này mà nó có, khi mà mình cài đặt cái chăm sóc khỏe của mình mà nhiệt tiêu của mình nó tăng quá cao đột ngột, là đồng hồ nó sẽ gửi một cái tín hiệu định vị là gửi về cho cái số điện thoại mà của người thân mà mình cài đặt sẵn trong đồng hồ này. Ví dụ mà gửi không may mà gửi về cho vợ là chết lúc anh em mà đang làm cái gì đấy hoạt động cao ở trong phòng nè. Đó là cái đồng hồ trên cái là rất là nguy hiểm, nó ngắn gọn anh em thôi. Còn với mình thì đây là một cái đồng hồ, thứ nhất là một cái đồ trang sức, mình thấy nó đeo cũng rất là lịch sự và rất đẹp. Hỗ trợ các bạn nghe gọi này, soạn tin nhắn hay thậm chí là những cái tính năng về đo nhịp tim, hay là cái khoảng ở đây là có cả điện tâm đồ đúng không? Vâng đúng rồi anh ạ. Tuy có cái là ở Việt Nam chúng ta thì với cái đồng hồ này nó có một cái cảm biến điện tâm đồ em không nhớ nhầm là ECG hay sao, ECG. Nó là chưa áp dụng tại Việt Nam, nhưng tới đây chắc là sẽ dùng được thôi, bởi vì hình như em nhớ không nhầm là do Bộ Y tế nó chưa công nhận, chưa cấp phép. Và sắp tới thì ở Việt Nam có thể sẽ dùng được eSIM, có nghĩa là chúng ta không cần phải có cái điện thoại, chúng ta không cần phải rút được túi mà nó sẽ bắn trực tiếp số điện thoại của chúng ta đây. Mà chẳng hạn như đi chạy như mình là một người rất là đam mê chạy, hôm nào cũng dành thời gian chạy khoảng 5 km. Chúng ta chạy thì chúng ta sẽ một ngày là chúng ta đếm, nó đếm bước đúng không? Bao nhiêu bước thì chúng ta chạy bao nhiêu km này, và tập như nào, thì cái đồng hồ này chúng ta cài đặt thì nó sẽ hướng dẫn hết. Đây là tính năng bảo vệ sức khỏe mình thấy là rất là hay. Nói chung là Apple nó làm thì phải nói là không chê được đâu. Cái đồng hồ này thì em thấy là nó có một cái tính năng rất hay mà dành cho những người mà đã cao tuổi. Tính năng gì? Cái tính năng này nó rất hay là khi mà các bác mà đeo cái đồng hồ này không may, chúng ta là con gái chúng ta phải đi làm, các bác ở nhà các bác đeo đồng hồ này không may mà bị ngã hoặc là có bệnh tim mạch hoặc bị đột quỵ chẳng hạn. Nói chung là sức khỏe của vấn đề là giống như cái tính năng vui vừa nãy, nó sẽ tự động là gửi cái thông báo đến cho những cái số cài đặt. Cái này có thể là mình sẽ chăm sóc mà phù hợp hơn nếu mà trong trường có biến với sức khỏe của bố mẹ hay là các trẻ con ở nhà chẳng hạn. Nhưng mà các bác lớn tuổi mà đeo cái này nhìn trông nó cứ buồn cười nhỉ. Nếu như vài năm trước là chúng ta có thể đeo những chiếc đồng hồ điện tử cái này thì chúng ta thấy nó như một đồ chơi, nhưng bây giờ thì nó là một sản phẩm mà phải nói là đẳng cấp về công nghệ, sẽ hỗ trợ cuộc sống của con người rất là nhiều. Cũng rất cảm ơn em Đăng hôm nay đã đến, có một cái bài chia sẻ để cũng là dạy anh cách sử dụng chiếc Apple Watch Series 4. Thực tế mà nói thì phiên bản được ra mắt 2018 được bán rất rộng rãi ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ cũng hơi xấu hổ là bây giờ mới bắt đầu biết dùng. Còn bây giờ thì anh em mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.